có cái chi tiết mà Nguyễn Khang rất là xúc động. Một người phụ nữ không hề biết chữ gì nhưng mà có thể nuôi được ba người con của mình để có thể lớn lên và trưởng thành như thế này, đó là một sự nỗ lực rất lớn. Mẹ của Khang thì gần giống như trường hợp của cô, tức là một mình cũng nuôi ba con ăn học, cho nên Khang biết được cái vất vả của người phụ nữ không có chồng ở bên cạnh mà phải cán đáng để mà nuôi con. Thật ra chương trình Người Kết Nối thì đã có rất nhiều người mẹ tâm sự, và đa số thì mình đều cảm thấy là rung động và không có chịu nổi trước những cái cảm xúc, những cái tâm sự của người mẹ. Nhưng mà hôm nay mẹ của Châu thì chia sẻ một cái điều mà làm cho mọi người, nhất là những người cùng chung cảnh ngộ, phải giật mình, phải suy nghĩ. Có người đàn ông cũng tốt lắm, đến cũng muốn ngỏ ý để anh chăm sóc em với mấy con. Nhưng mà cô có nói rằng là đợi để em chăm cho lo cho con em nên người rồi mình tính. Rất là đáng nể với cái suy nghĩ của mẹ của Ngọc Châu, là cô chuẩn bị sẵn sàng hết cho bất cứ một rủi ro bất trắc hay một thay đổi nào trong cuộc sống, thì những người con của mình luôn được an toàn. Thông qua hình ảnh người mẹ đó, em cảm thấy là rất là gần gũi. Thứ nhất là giống như mẹ của mình á, cứ lầm lũi suốt ngày có một mình, đi ra vô cũng có một mình, làm gì cũng nhớ đến con hết trơn á. Ngọc Châu có thể bản lĩnh tự tin như ngày hôm nay đó là nhờ gương, tấm gương của người mẹ. Và đó chính là động lực lớn nhất để Ngọc Châu có thể tiến lên, nên cái nghèo chưa chắc khiến người ta phải thất bại. Có một điều mà Nguyễn Khang thấy á, là không biết mọi người có cảm nhận không, nhà nghèo vậy mà mỗi tháng lại dành dụm để cho con có 1 triệu để gửi lên thành phố, mà dặn con á là mày chỉ có 1 triệu đó để là con tự lo bản thân thôi, thì thấy thương lắm. Ở miền quê 1 triệu nó lớn lắm quý vị, trồng khoai mì thôi mà làm sao mà có nhiều tiền được. Mà con gái lại lớn lên lại rất là biết phấn đấu trong nghề, không ăn chơi, không xe xua, đến cái căn phòng mà bảo bước vào thì thấy nhỏ xíu. Cái căn phòng đó là Ngọc Châu thuê ở chung với 4 người bạn, là 4 trong người đó nhà. Hả? Chỉ có 2 cái chỗ có thể ngủ được, thì coi như là cứ là 2 người chia ra một cái phòng ở như vậy. Cái, là cái phòng đó là 2 người hả? Đúng, cái phòng là 2 người. Trời đất ơi, cái giường có tí xíu. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng chờ đợi tập tiếp theo, Ngọc Châu sẽ hội ngộ với mẹ của mình như thế nào ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình Người Kết Nối cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Rất là cảm ơn quý vị đã luôn luôn theo dõi chương trình, và nếu như quý vị có bất kỳ câu chuyện nào mà có thể chia sẻ với là Người Kết Nối thì quý vị có thể gửi email về địa chỉ ngườikếtnối@mcv.com.vn. Quý vị có thể theo dõi lại trên kênh Facebook Người Kết Nối hoặc liên lạc với số hotline 0919435550. Và bên kênh đó vẫn còn có kênh YouTube để chúng ta có thể theo dõi những chương trình rất là đặc sắc, đặc biệt là Người Kết Nối. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Nguyên Khang, Quang Bảo, diễn viên Cát Tường và Hoàng Rapper. Xin chào và hẹn gặp lại.